Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với địa phương tổ chức thực tập xử lý tình huống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống giả định trong lúc mưa dông do sét đánh tác động trực tiếp đến các hệ thống điện của nhà dân, làm phát sinh tia lửa điện bắn trúng vào các vật liệu dễ cháy, làm cháy 10 căn nhà liền kề, sau đó tiếp tục lan rộng ra các khu vực lân cận trong khu dân cư thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống ước tính diện tích đám cháy khoảng 600 m², có gần 100 người bị nạn đang mắc kẹt trong khu vực cháy. Bên cạnh đó, sự cố cháy đã tạo ra lượng khói bao phủ toàn bộ con phố và ảnh hưởng đến khả năng thoát nạn, gây ra sự hoảng loạn cho mọi người dân. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường xảy ra cháy, nhanh chóng tổ chức triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng lực lượng địa phương đã phối hợp tổ chức đưa người bị nạn ra ngoài an toàn và khống chế thành công hỏa hoạn sau 30 phút tiếp cận hiện trường. Để phục vụ công tác chữa cháy đảm bảo an toàn, trưởng cấp nước, xí nghiệp nước cũng đã tăng cường áp lực nước, chỉ huy các mũi tấn công tìm kiếm nguồn nước tại khu vực lân cận liền kề để phục vụ công tác chữa cháy thời gian lâu dài. Trong thời gian vừa qua thì tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với địa bàn dân cư, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố và công an các quận xã đã chủ động kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy với phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng đối tượng về công tác phòng cháy chữa cháy và thực hiện theo cái quy định 16 của Ủy ban thành phố về quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, thì việc diễn tập giúp cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại chỗ nêu cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy, đồng thời giúp cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nắm chắc đặc điểm tình hình cơ sở, giao thông, nguồn nước, tính chất cháy nổ, chủ động phối hợp với các đơn vị xử lý đồng bộ hiệu quả khi có xảy ra cháy. Buổi diễn tập huy động hơn 860 người tham gia, gồm Ban Chỉ huy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và người dân, và 41 phương tiện cơ giới các loại, gồm 10 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe trạm bơm, 3 xe cứu thương và 5 xe chở lực lượng phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng cùng 10 phương tiện khác tham gia diễn tập.